rùng rợn, 10 câu chuyện chứng minh ma quỷ là có thật. Những chuyện tâm linh khiến không tin cũng không được. Thưa cậu Đoàn, có nhiều người và các bạn tôn giáo khác đặt câu hỏi ma quỷ có thật sự tồn tại không? Với chúng ta là những người công giáo, chắc chắn chúng ta tin có ma quỷ. Mẹ Thành Long Vlog kể lại, thời bố mẹ mới thành hôn, thời đó vẫn có đèn dầu. Bố mẹ mua một cây sung của người ta về để xảy ra làm hòm đựng thóc. Chiếc hòm đó được đặt trong buồng tối. Một thời gian sau, khi về đêm, bố mẹ ngủ và nghe thấy tiếng gõ cọc cọc phát ra từ hòm thóc trong buồng. Sợ quá, bố mẹ bàn nhau mời cha xứ về làm phép nhà và dạy nước thánh. Một thời gian sau, hiện tượng này hết hẳn, tạ ơn Chúa. Ngày nay, khoa học vẫn không thể chứng minh được rằng liệu ma quỷ có thật sự tồn tại hay không. Nhưng có một niềm tin rằng nó thật sự tồn tại, vì trong Kinh Thánh đã đề cập đến nhiều trường hợp bị ma quỷ nhập hồn. Điển hình là Chúa Giê-xu đã thực hiện nhiều lần trừ chúng. Hầu hết các tôn giáo đều có những nghi lễ trừ tà, nghi thức cầu nguyện hay các câu thần chú. Hãy cùng khám phá những trường hợp thật sự đáng sợ, chứng minh được phần nào sự tồn tại cái gọi là ma quỷ. Với những ai chưa tin có ma quỷ, Thành Long Vlog mời bạn cùng khách quan nghe 10 câu chuyện sau đây. Đặc biệt câu chuyện số 10 có liên quan tới việc trừ quỷ của Đức Giáo Hoàng đương nhiệm Francisco. Chắc chắn là những câu chuyện này hoàn toàn có thực và bạn có thể search đọc trên Google. Qua đây chúng ta thực sự thấy quyền năng của Chúa ban cho các linh mục trừ tà. Thứ nhất, câu chuyện về nữ sinh Clara Gemina Sully. Năm 1906, Clara Gemina Sully, một sinh viên học tại Học viện Christian Mission Thánh Michael ở Leyton, Nam Phi. Theo một số nguồn tin, Sully đã bắt đầu cầu nguyện và thực hiện hiệp ước với quỷ Satan khi cô tròn 16 tuổi. Cô bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Sully bắt đầu thấy sợ hãi và không thể đến gần các hiện vật tôn giáo như thánh giá. Cô có thể nói và hiểu được một số ngôn ngữ mà cô không hề biết trước đó. Sully trở nên thông minh và đọc được suy nghĩ của những người xung quanh. Một người bạn cùng phòng với Sully cho biết cô bắt đầu phát ra âm thanh kinh dị, đầy thú tính, hay đôi lúc Sully có thể bay lên cao 5-6 mét. Nhận thấy những điều bất thường đó, gia đình cô đã kêu gọi sự giúp đỡ của tổ chức tôn giáo và đã có 2 linh mục được cử đến để thực hiện lễ trừ tà cho Sully. Sully đã ra sức xiết cổ một trong 2 linh mục khi họ đang cố thực hiện nghi lễ trừ tà, và có đến hơn 170 người chứng kiến cảnh tượng Sully bay lên không trung khi linh mục đọc Kinh Thánh. Buổi lễ trừ tà thực hiện trong suốt 2 ngày và nó đã thành công. Chuyện đầy ma mị về Annelise Michael. Annelise Michael là một trường hợp gây tranh cãi bởi câu chuyện hư cấu và đầy bi thảm về cuộc đời của cô. Thậm chí câu chuyện cuộc đời của cô đã dựng thành phim truyền hình The Airships of Emily Rose vào năm 2005. Annelise Michael có tiền sử của bệnh động kinh và tâm thần. Cô được điều trị tại một bệnh viện tâm thần khi cô 16 tuổi. Tuy nhiên, vào năm 1973, Michael bắt đầu hành xác, sợ hãi khi có các hiện vật tôn giáo. Cô còn uống nước tiểu của chính mình và nghe thấy tiếng nói khác trong người mình. Cô tin rằng trong cơ thể mình có một con quỷ đang tồn tại và cô đã phải cầu xin sự giúp đỡ từ linh mục. Mặc dù yêu cầu của cô bị từ chối, nhưng có 2 linh mục địa phương đã bí mật thực hiện nghi lễ trừ tà cho cô. Michael đã được thực hiện gần 70 lễ trừ tà trong vòng 10 tháng, nhưng cô đều không được giải thoát. Cô bắt đầu từ chối ăn uống và thường nói sẽ hy sinh bản thân vì quỷ. Trong suốt những năm còn sống, Michael luôn nói ngôn ngữ quỷ mà không ai có thể lý giải cô đang nói cái gì. 3. Câu chuyện về Rolando.
được biết đến như những câu chuyện có thật thông qua cuốn tiểu thuyết và bộ phim Hollywood The Exorcist. Rolando, 14 tuổi, là một trong những câu chuyện nổi tiếng về việc ma quỷ chiếm giữ cơ thể. Trên thực tế, cái tên Rolando không phải là tên thật mà chỉ bút danh được gán cho Đồ bởi các nhà thờ Công giáo nhằm giữ gìn sự riêng tư cho anh. Trong những năm 1940, dì của Đồ khuyến khích cậu sử dụng bảng Ouija, nôm na là bảng gọi hồn, và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến quỷ chiếm hữu cơ thể của cậu. Quỷ trong con người cậu bắt đầu với những âm thanh kỳ lạ. Sau đó các vật thánh Công giáo rung động mạnh và hất tung ra khỏi những bức tường. Không ai có thể lý giải được tiếng bước chân quanh nhà, tiếng ồn quanh tường. Trên cơ thể của Đồ bắt đầu xuất hiện những vết chảy xước, từ ngữ như được khắc sâu vào trong da thịt của cậu. Những âm thanh kỳ dị phát ra từ họng của cậu và kèm theo tiếng hét đau đớn khi mà cơ thể của cậu trở nên méo mó. Toàn bộ bệnh viện nơi Đồ điều trị đều nghe thấy những âm thanh ma quỷ và mùi khủng khiếp lan tỏa trong không khí. Gia đình Đồ quyết định tìm một linh mục Công giáo và vị linh mục này xác nhận cậu đã bị chiếm giữ bởi linh hồn ma quỷ. Các nghi lễ trừ tà được thực hiện ngay sau đó và liên tục qua 30 lần. Nhiều lần Đồ làm bị thương vị linh mục này nhưng cuối cùng nghi thức cũng thành công. Thứ tư, nhân vật Julia. Năm 2008, tiến sĩ Richard E. Gallagher, một bác sĩ tâm thần, chứng nhận với Hội đồng Quản trị Bệnh viện Tâm thần học Lâm sàng của Đại học Y khoa New York, ghi nhận trường hợp của bệnh nhân có biệt danh Julia rằng bệnh nhân này bị quỷ nhập. Thật hiếm khi một nhà khoa học thừa nhận khả năng này. Vị bác sĩ này cho biết trong suốt quá trình quan sát, ông đã thấy được nhiều lần Julia bay lên khỏi giường, nói ngôn ngữ lạ và cô biết được những điều mà những người xung quanh không biết. Bác sĩ Richard cho biết, trong suốt quá trình điều trị, cô ấy thường nói những từ như "Để lại ta một mình", "Cô ấy là của chúng ta", "Lũ linh mục ngu ngốc" và giai điệu của các giọng nói rất khác biệt. Tôi nhận thấy được những âm thanh này ngay giống như giọng cổ và nam tính từ Julia. Câu chuyện về Annie Chesney Johnson. Trường hợp của Annie Johnson là trường hợp đầu tiên tòa án Hoa Kỳ cố gắng bảo vệ và chứng minh rằng ông không có tội vì lý do quỷ chiếm giữ cơ thể. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1981. Annie Johnson sát hại chủ nhà của ông, Alan Bono, nơi ông đang thuê trọ ở Connecticut. Luật sư của Johnson lập luận rằng hành động của ông chỉ là một hành vi bất thường. Vị luật sư khẳng định rằng Johnson không bị chứng rối loạn tâm lý mà do bị quỷ nhập vào. Và cuối cùng thẩm phán quyết định rằng ma quỷ sở hữu là một hiệu lực cho việc giết người và Johnson được tha. 6. Câu chuyện về David Benkowitz, aka con trai của Sam. Năm 1976, người dân thành phố New York bị khủng bố bởi một kẻ giết người hàng loạt được gọi là con trai của Sam hoặc 44 Caliber Killer. 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương nặng trong vụ khủng bố này. Kẻ giết người đã bị bắt giữ và được xác định danh tính là David Berkowitz. David thừa nhận tất cả tội ác của mình và nói là do con chó hàng xóm sai khiến ông làm việc này. Vào giữa năm 1990, David thú nhận rằng ông là một thành viên của giáo phái Hội Kín Thờ Sa Tăng. Ông đã dàn dựng vụ khủng bố như một vụ giết người, nhưng thực chất nó phục vụ cho nghi lễ hiến tế. 7. Michael Taylor. Michael Taylor cùng với vợ của ông, Christine, sống tại một thị trấn nhỏ Osage tại Anh. Vợ chồng Michael rất tôn sùng Kitô giáo và họ đã gia nhập nhóm cầu nguyện Kitô giáo dẫn đầu bởi Maria Robinson. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1974 khi bà Michael và Robinson xảy ra tranh cãi. Michael bắt đầu có những hành vi, lời nói bất thường. Điều này diễn ra nhiều tháng và vợ của ông đã quyết định kêu gọi sự giúp đỡ từ linh mục
lễ trừ tà diễn ra trong 24 giờ và các linh mục tuyên bố rằng đã loại bỏ 40 con quỷ trong cơ thể ông. Tuy nhiên, trước khi đi, các linh mục đã cảnh báo rằng con quỷ giết người vẫn đang ở trong người của Michael. Thật đau lòng, ngay sau đó, Michael đã ra tay sát hại vợ của mình và ông được tìm thấy khi đang lang thang trên đường phố với người đầy máu. Tại tòa án, ông được tha bổng vì lý do tâm thần chứ không liên quan tới vấn đề tâm linh. 8. Georgi Lukin. Năm 1778, Georgi Lukin, một người Anh, được tuyên bố bị quỷ nhập. Ông thường nói và hát với ngôn ngữ của riêng mình. Cuối cùng là hành vi đáng sợ của ông bị hàng xóm phát hiện. Lukin được gửi đến bệnh viện tâm thần và điều trị tại đây hơn 20 tháng, nhưng các bác sĩ không thể giúp gì được cho ông. Theo báo cáo, Lukin rất bạo lực, ông sủa như một con chó và hát thánh ca cổ. Sau đó, ông được tuyên bố bị 7 con quỷ nhập vào và nhờ 7 tu sĩ đuổi chúng ra khỏi ông thành công. 9. Anna Ekland. Anna Ekland, 14 tuổi, bắt đầu có dấu hiệu quỷ ám. Anna bị chính cha và dì của mình thực hành nghi thức phù thủy, nguyền rủa thường xuyên. Cô bắt đầu không thể chịu đựng được các vật thánh công giáo như thánh giá, nước thánh, mình thánh chúa và không thể vào nhà thờ. Năm 1912, Anna được thực hiện thành công lễ trừ tà. Tuy nhiên, cha và dì của cô tiếp tục cầu nguyện cho Satan và cô trở thành ngôi nhà của nhiều con quỷ khác nhau. Năm 1928, Anna tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ tại một nhà thờ và cô ở lại đây để thực hiện lễ trừ tà. Trong suốt quá trình được chăm sóc bởi các nữ tu, Anna có những biểu hiện tồi tệ hơn trước. Anna bắt đầu nói những ngôn ngữ mà cô không biết, bay lên lơ lửng và bám vào tường nhà. Cô còn hay nôn mửa và nhổ vào các linh mục. Cơ thể Anna xuất hiện những vết thương. Chiếc giường sắt nơi cô nằm bị chính cô phá tan. Sau hơn 3 ngày kiên nhẫn thực hiện nghi lễ trừ tà, các tu sĩ tuyên bố Anna thoát khỏi những con quỷ trong người cô. 10. Câu chuyện của Đức Giáo Hoàng Francisco. Giáo hội Công giáo đã thực hiện hàng nghìn lễ trừ tà mỗi năm và Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng Ngài tin quỷ Satan luôn rình rập để cám dỗ và mỗi ngày Ngài tham gia chiến đấu chống lại cái ác. Vào năm 2013, Đức Giáo Hoàng mới được bầu đã thực hiện một nghi lễ trừ tà ngắn ngủi. Ngài đã di chuyển giữa dòng người tham dự lễ nhậm chức của mình, ban phúc lành, bình an cho họ và Đức Thánh Cha dừng lại trước một cậu bé trên chiếc xe lăn. Ngay khi Đức Thánh Cha chạm vào đầu cậu bé, cậu rùng mình và há hốc miệng trước khi đi khập khiễng. Cuộc trừ tà của Ngài thành công. Nguồn Ohio TV và có sửa lại một số văn từ theo ngôn ngữ Công giáo. Thưa cộng đoàn, như vậy chúng ta thấy khi trừ quỷ sẽ có những cuộc trừ quỷ thành công và thất bại. Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng trước hết, người trừ quỷ phải là một linh mục rất thánh thiện. Linh mục không thánh thiện sẽ không thể trừ tà được. Đó là lý do giáo hội luôn cân nhắc thật kỹ trước khi cử một linh mục thánh thiện nào đó tham gia trừ tà. Qua đây, chúng ta thực sự cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta nhiều phương thế để tránh xa ma quỷ như đi lễ, sức mình thánh Chúa, nước thánh, thánh giá và các vật thánh. Chúng ta còn được sự che chở vô ngần của Đức Trinh Nữ Maria. Cộng đoàn có cảm xúc gì khi xem video này cùng bình luận nhé. Nguyện xin Thiên Chúa quan phòng, thánh hóa và ban bình an tới chúng con. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.